cảnh cũ bây giờ cũng đổi khác quá. Không biết ông còn nhớ chỗ để tới không nữa. Hay. Chưa thấy ai mà đàn bà con gái phải ra ngồi chờ trai như tôi. À, xin lỗi bà chị, có thể xích qua cho tôi ngồi ké chút được không? Dạ được, mời anh. Dạ, yeah. Cảm ơn. Cho hỏi thăm ông anh năm nay nhiêu tuổi mà thấy còn mạnh khỏe chứ? Dạ, tôi năm nay 73. 73 là tuổi gì ha? Dạ, tuổi mẹo. Tuổi mẹo hả? Dạ, yeah. Năm nay cũng tuổi năm mẹo nè, yeah. Năm nay năm tuổi á, yeah. Coi chừng cẩn thận nha. Dạ, cẩn thận cái gì? Năm tuổi dễ đi xa lắm á. Sáng sớm ra gặp sọt dưa rồi. Bà chị nói ăn nói phải cẩn thận đó nha. Có gì đâu thì tôi nói 73 là cái tuổi retire rồi. Rồi đi chơi, đi xa chơi. À, đi du lịch đó hả? Chứ ai nói gì đâu mà chửi tôi sọc dưa. À, thì bà chị mới nói rõ ràng, à, không rõ hiểu lầm. Ý tôi nói là ông anh sẽ đi du lịch, mà yeah, đi du lịch mấy chỗ mà dạng như khu du lịch sinh thái vậy đó. Là sao? Là ra ngoài đồng nằm vậy đó. Muốn sọc dưa là sọt dưa. Người ta nói người đẹp mà vô duyên không nói gì. Bà chị vừa không có duyên mà vừa không có đẹp nữa. Phải rồi, bởi vậy sáng sớm mà gặp vậy là vừa lắm á. Tôi với ông mà trời sinh cũng cặp á. Sao? Nói thiệt, khen, nói cái này khen à, khen thiệt tình. Sao? Ông anh ăn mặc rất là modern. Modern dữ lắm, năm nay 2011 mà mặc quần lưng quần kéo tới vú vậy. Không nói chuyện bà chị nữa. Ê, nói vậy á, tôi xấu xấu vậy chứ cũng có người trông chờ tôi đó. Ai? Có con nào nó khùng mới trông chờ bà chị á? Phải rồi, cũng có người khùng mới trông chờ tôi. Nói nào ngay, bữa nay tôi có hẹn. Hẹn với thằng khùng, nó tên thằng Tài. Tài nào? Thằng Tài nhạc sĩ đó mà. Tài nhạc sĩ? Trông chờ ai? Trông chờ tôi. Đừng nói ông không nhận ra tôi nữa nha. Nhìn lại đi. Ông thì không thể nào tôi quên được, cái nút ruồi bự quá mà. Bà là ai mà tôi nhìn không ra vậy? Thật sự là ông không nhận ra tôi sao ông Tài? Không. Tôi Trinh đấy. Trinh ở sống gà đấy. Trinh. Trinh. Xin lỗi, bà chị có thể ấy cái quần cho tôi coi chút xíu được không? Đừng có vô duyên nha. Bao nhiêu năm nay ông vẫn vô duyên nha. Tự nhiên là mới gặp ấy cái quần cho coi coi vậy. Không, bà chị hiểu lầm ý tôi rồi. Tôi nói là bà chị dán cái quần cho tôi coi cái giò chút. Không có à, phải không? Nghe tôi ở sống gà muốn coi giò chứ gì. Mời ông anh tự nhiên. Ừ. Đúng rồi. Cặp giò này đúng là trinh gà nồi, ở sống gà rồi. Đúng vậy, tôi đây. Trời ơi, vậy sao bà gửi cái hình tôi về thấy đẹp hơn bây giờ mà? Hình đó tôi chụp 20 năm trước rồi. Trời ơi, bà ác cái tôi quá, hèn gì tôi nhìn không ra. Ý là giờ ông chê tôi xấu chứ gì? Không có. Thôi được rồi, nếu ông chê tôi xấu thì thôi, đi về đi. Không có đâu, xin lỗi, xin lỗi, bà hiểu lầm ý tôi rồi. Trinh à, càng nhìn em yêu em hơn và yêu em mãi, dù phố đêm đêm xa xưa mây đã đi vào quên lãng, trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang giăng cao vời mà tình yêu chưa lên ngôi. Ngày mình yêu
em đâu hay tình ta gian dối. Để bước phong trần tha phương, em khóc cho đời biển xứ. Về làm chi, rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà, dâng hết cho người tình xa. Em đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút đêm anh ngỡ hờ, trọn kiếp anh vượt sầu nhớ. Nói đi anh, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ, cho ngày mộng được nên thơ. Cuối cùng là tình bơ vơ, cho anh xin một đêm trăng trôi. Thôi dẹp đi, dẹp đi. Ăn rồi xin hoài, cứ xin đêm trăng trối hoài. Mới xin bữa nay mà. Không dám đâu. Hồi trước khi tôi đi, mấy chục năm trước khi tôi đi nước ngoài, ông cũng xin đêm trăng trối rồi. Mà đêm đó tôi không thấy ông trăng trối mà tôi trăng trối. Bà nhớ lộn rồi, làm gì có chuyện đó. Sao không có? Đêm đó ông làm răng, cuối cùng không được mẹ vậy trơn. Tôi mệt muốn chết luôn mà không được gì hết trơn. Bà già rồi, bà lẫn rồi. Lẫn khỉ gì mà lẫn. Trinh à, vậy nghe nói nè, cánh thư này, kỷ niệm này, ta đã tìm về với nhau. Rồi hôm nay tàn mơ ước anh u sầu. Em ở đây à, em ở đây, đây. Em với anh có cái gì đâu kỷ niệm gì? Có, em không có một chút kỷ niệm gì ngoài những cái kỷ niệm tào lao là đi ăn kem rồi bậy bạ vậy đó. Không có cái gì sâu đậm để nhớ hết trơn trời. Rồi rồi, để tôi nhắc cho bà nhớ. Cái gì? Tôi có mang theo bên mình đây nè. Lúc nào tôi cũng coi như là một báu vật suốt mấy chục năm qua. Cái gì vậy trời? Đây, chiếc khăn tay. Của ai hả? Của tôi. Thì của ông đem theo đúng rồi. Không, tôi phải có tặng gì cho ông đâu. Nhưng mà trong này nó có gói 1.000 lượng vàng của em. 1.000 lượng vàng của tôi? Ừ. Trời ơi, hồi xưa khổ thấy bà nội phân vàng còn không có ở đâu ra 1.000 lượng mà đưa cho ông gói trời. Em không nghe người ta nói chữ trinh đáng giá 1.000 vàng hay sao? Có luôn hả? Đâu ra hả? Em quên rồi hả? Thì cái đêm trước khi em đi nước ngoài đó, anh có hẹn với em đó. Em muốn coi không? Anh giữ đây kín lắm á. Tôi nói thiệt ông ấy, có hay không mà tôi chưa biết nha. Chính bản thân đây tôi cũng không xác định là có hay không đi nha. Nhưng tôi cũng coi để cho tôi sáng mắt thử cái đó nó ra sao đi. Ông định gì vậy? Để coi có ai thấy không? Mắc cỡ gần chết. Giữ kỹ lắm đó. À, em coi đi. Giờ tới cái này ra tôi nhớ rồi. Sao bà cười? Cười là đúng rồi. Ông ngây thơ một cách mà tôi không thể nào tưởng tượng được. Cái lúc ông quen tôi, ông cũng 25 tuổi mà ông cũng không phân biệt được cái gì hết trơn hết trọi. Đây tôi kể cho ông nghe chi tiết tại sao nó có cái này nha. Bữa đó đó tôi hẹn với ông là ngày cuối trước khi tôi lên máy bay tôi đi nước ngoài. Tôi hẹn với ông rồi, tôi nói thôi em cũng xin dâng hiến hết cho anh một lần rồi em đi. Cuối cùng đi ra ông tốn, sợ tốn tiền, ông không mướn khách sạn, ông kêu đi ra ngoài công viên ngồi. Cả đêm ông rình y như chó rình trộm vậy đó. Có dám mần mẹ gì đâu. Tới hồi chuẩn bị mần cái bắt đầu người ta quét đường. À, rồi đây cái này đó là tại vì tôi không được mần cái gì, tôi tức quá tôi ói máu vô tôi đi đó. Trời ơi, sao lúc đó em không nói cho anh biết? Ở đâu ra cái này mà tính là 1.000 lượng cái gì? Cái này tính ra chắc cũng mấy chục kg cho 1.000 lượng.
ngàn lượng ở đâu ra ông nội? Trời ơi, tào lao tao tới bởi tới giờ này tôi cũng không gặp ông được, là tại vậy tôi ông không có hợp nhau hay sao? Thôi được đâu, gặp nhiều đó thấy ông khỏe là vui rồi. Trinh à, Trinh ơi. Trinh tiếc gì? Trinh ơi, mệt quá đi. Trời ơi Trinh ơi, mất Trinh rồi, xa Trinh rồi, hoa đã tàn, duy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng, em đi về, về với ai? Trời ơi, tôi đã mất Trinh rồi, tôi mất Trinh rồi, trời ơi, mất Trinh rồi. Trinh, cái gì vậy? Ông làm gì vậy? Hả? Ông làm gì? Ông la đừng rừng mất Trinh gì? La. Tôi đang ngồi với ông ở đây, tôi mới vừa bước chân ra, người ta nhìn thấy tôi giống vậy, ông tự nhiên ông la mất Trinh rồi, mất Trinh. Người ta tưởng tôi hãm hiếp ông sao? Trời ơi, anh nói mất Trinh là mất em tên Trinh, em quên rồi hả? Ồ thế à. Trời ơi, có vậy mà sao em thượng cẳng chân hạ cẳng tay anh vậy? Em xin lỗi anh, tại vì em nghe anh la to quá, em sợ người ta hiểu lầm em. Thôi nói chứ ngồi đây cũng chưa hỏi thăm gì gia cảnh. Sao dạo này vợ con anh khỏe không? Làm gì có vợ con mà khỏe chứ không khỏe. Sao không có vợ con? Thì đó, thì cũng tại cái khăn này nè. Anh thấy anh có lỗi với em cho nên anh quyết định anh chờ gặp lại em. Anh cao thượng quá. Anh cao thượng đến độ em không bao giờ tưởng tượng tới được. Còn em sao? Lúc này chồng con sao rồi? Cảm ơn anh đã hỏi thăm. Em giờ vẫn như hàng chưa có đập thùng. Nói vậy là hàng em vẫn còn dán tem hả? 63 năm bảo hành còn cứng ngắc. Sao vậy? Em tức. Tức cái gì? Em tức là tại sao người đàn ông đầu tiên không mần được cái gì hết. Em ở vậy chơi cho vui vậy được không? Nó giỡn chơi chứ lúc đó em qua tới đây rồi bắt đầu em lo làm việc. Em lo làm riết rồi cái tới hồi nhìn lại mình á mới biết mình á tóc hai màu rồi. Thời gian trôi nhanh quá. Bởi vậy giờ về gặp anh em cũng vui. Em vui nhưng mà anh không có vui. Sao vậy? Bây giờ anh biết anh với em có gặp nhau mà có tiến tới nữa cũng không có được. Sao vậy? Môn đăng hộ đối. Môn đăng hộ đối. Em bây giờ thì em thì có tiền rồi, còn anh vẫn nghèo. Sao nghèo? Nghèo, anh nhạc sĩ mà em nghèo lắm. Nhạc sĩ có ông nào giàu đâu mà nói. Ca sĩ nó hát nó giàu chứ nhạc sĩ đâu có giàu. Biết mà. Bây giờ không có thể nào được hết trơn á, hiểu không? Nó giỡn chơi với anh vậy thôi. Cho em ở bển em vẫn nghe, nghe tin tức về anh. Nhiều khi anh cô đơn lắm phải không? Em biết mà. Có những khi là sớm mai thức giấc nhìn quanh một mình. Ông đã từng lâm vô tình trạng đó rồi mà. Chính vì đó tôi quyết định tôi về đây để tôi ở với ông. Trễ rồi em ơi. Hồi xưa còn tay tân mà xà quần cả đêm cũng được cái gì. Bây giờ già yếu rồi yêu không nổi. Mệt quá ông ơi. Ai nói yêu đương rồi ai nói ra cái chuyện kia làm chi. Yêu đương an ủi nhau là được rồi. Ông không nghe. Nghe cái gì? Yêu mới biết quên thời gian. Khi biết yêu hoa sẽ mãi không phải tàn. Đừng nghe chim du tai tìm hư áo. Không tìm nào xây đắp hơn anh đâu. Chờ một ngày pháo một xíu. Ta đừng về bao mong. Từ khi đôi tin yêu được giải thoát. Bước ngọc xuyên là mình tính chuyện trăm năm. Từ khi đôi tin yêu được giải thoát. Bước ngọc xuyên là mình tính chuyện trăm năm. Xa vắng vài năm nay mới gặp lại.
nhớ nhớ mừng vui nhớ mừng mừng. Nhớ hôm nào nó gần là cu tí, vẫn hay nũng nịu đội bi hơi, đến nay vẫn còn gian ác. Mình ơi, mình gài gài giùm em cái áo. Dạ. Mình lẹ lên mình. À. Trời đất ơi, lẹ lên đi, sửa sàng xong chưa? Hôm nay đón con nó Việt Kiều nó về nước phải chuẩn bị cho nó tương tất nghe không? À. Tôi coi coi nhà cửa coi coi đó. Đây nè, mà không miễn một mình nó về nữa mà còn dâu nó dẫn con dâu về nữa, cho nên là phải làm sao cho nó tươm tất. Cài giùm cài giùm em coi coi đó. Rồi nhà cửa mình xong chưa để coi cho nó đàng hoàng coi làm sao chứ đó. Mà cái thằng này sao nó không cho mình ra phi trường đón nó ta đó. Coi cái này sao không gài vòng qua đây gài giùm một cái coi đó, gài đi ra rồi mà không biết dâu con nó làm sao đây nữa. Cái gì mà đứng lại cho tôi, trời ơi, muốn tôi gài phải đứng lại tôi mới gài được chứ. Trời, nãy giờ chưa gài được hả? Trời ơi, nói một cái là đi như con lật đật vậy đó. Lẹ lên. Đó, con trai nó đưa ngoại quốc nó về rồi, nó đưa dâu về đây nữa rồi. Cầu trời làm sao mà cho con nghe nè, nó có đứa dâu hiền lành ngoan ngoãn mình nở mặt nở mày với bè bạn hay ông ha. À. Đó, rồi xong chưa, nhà cửa dọn dẹp xong chưa mình? Xong rồi. Con nó sắp về tới nơi rồi đó. Ừ. Trời đất ơi. Cái gì? Sao có tivi đâu mất rồi? Cất rồi. Cất chi sao không để chân? Chừng chi vậy mình? Con mình nó ngoại quốc về, nó thấy nhà không có tivi, nó bỏ tiền nó mua tivi cho ba má. À, xong rồi mai mốt nó về ngoại quốc cái mình lấy tiền mua vàng mình cất mình dưỡng già, thấy không? Tính vậy chứ. Nóng quá à, mình mở cho em cái quạt coi mình. Trời ơi. Trời đất ơi. Hả? Cái quạt máy này đâu rồi? Em quên, giấu rồi. Trời ơi, giấu chi xong để chân. Chân chi nữa, con mình nó về nó thấy nhà cửa không có quạt máy nóng được, nó thương cha thương mẹ, nó bỏ tiền nó mua máy lạnh cho mình biết không? Đó, rồi nay mai nó về nước mà lấy tiền máy lạnh mua vàng cất dưỡng già. Trời ơi. Tôi coi coi nhà cửa. Ờ thôi, mình ơi. Gì? Xuống lấy cho em cái búa mình. Chi vậy? Đập bể cái ghế chỗ này ra, con nó thương á, cái nó cho tiền đắp vô chỗ này nè. Trời ơi, đập cái này chuyện nhỏ. Lại đây tôi nói bà nghe. Vụ gì? Tôi chỉ mà đập cái chỗ này bảo đảm mà có tiền xài dài dài cho tới chết luôn. Đâu, chỗ nào? Cái đầu tôi nè. Ờ ha. Thằng con mình nó có hiếu, nó thương ba lắm được rồi. Đúng rồi đó, ý hay để em đập cho nó. Trời ơi, bà đừng có quá đáng nha bà. Cái gì? Trời ơi, bà đừng có quên bà là má của nó, là người từng bánh da xẻ thịt đẻ ra nó. Đúng rồi. Bà tính toán đâu có được. Tôi nè, là ba đó nè, tôi không có cần bà cái vật chất đó đâu. Nó về đây hả? Bất quá tôi xin nó vài triệu rồi tắm hơi thôi. Cái gì? Đừng có giỡn mặt với tôi nghe, lo dọn dẹp nhà cửa đàng hoàng đi. Cái thằng này sao nó không đưa vui mình ra phi trường mình đó? Vui quá, vui. Đó, thấy chưa? Mình, sao con nó về nè, nó nướng tới thăm mình mà mình sao mình vui dữ vậy? Nó nghe tới cười không? Con về không mừng, không lẽ buồn? Trời không, mình phải buồn, mình phải bệnh, mình làm nó buồn bệnh. Ý là mình thương nhớ con, biết không? Để con nó trả hiếu cho mình chứ. Bệnh đi mình, buồn bệnh. Bệnh ha? Ừ. Có liền. Thôi. Cái gì vậy? Trời đất ơi, ho này ho vừa vừa, nó ho quá, nó tưởng ho lao, nó bỏ về nước là chết à. Ho cho lịch sự thôi, ho vừa vừa, ho làm sao mà cho nó ra tiền đó. Ho quý phái ha? Ừ. Được rồi. Được chưa? Ho vậy nó elephant lắm á. Elephant á? Ừ. Tôi rồi, xong rồi. Còn bà sao? Cái gì? Bà bệnh gì? Có rồi, em tính rồi. À. Em bệnh này là chắc chắn con nó phải cho tiền à. Bệnh gì vậy? Thấp khớp kinh niên. Bệnh này tới già không chữa khỏi luôn vậy đó. Đâu thấp làm sao đâu. Ví dụ hai em mời vừa gặp con á, em đi điên cái đó, quẹo quăng cái này. Xong cái em lại bước tới gặp con, cái em quẹo vậy nữa. Đó, phải vậy đó. Bà làm sao giống hoa hậu tàn tật quá. Vậy đó hả? Thôi giờ vậy đi ha. Ủa, chết rồi. Trời cái gì khác vậy? Chết rồi. Cái nồi cá kho tổ của em no kho cho thằng con nó về. Nó khét chết rồi, thôi em phải vô. Em phải vô coi không. Nhưng mà trước khi gặp con em phải tàn tật cái gì đó cho nó thương. Cái tướng vậy chắc tối nay tôi phải đi bị ôm quá. Nãy nói rồi, nãy ở chuyển máy bay ở Đài Loan á. Sao? Anh nói em là làm ơn thay cái quần dài vô giùm anh một cái. Về tới Việt Nam mặc đồ lồi da lồi thịt kỳ quá. Anh nói sao vậy? Em tốt phe xấu che chứ bộ. Thì phải rồi, tốt khoe thì xấu che. Làm ơn che lại giùm cái đi. Trời ơi, người ta có cái đùi đẹp người ta phải phe chứ. Gì? Đùi đẹp hả? Ủa. Trời ơi, đùi đẹp, đùi người ta dài như vậy nè. Con đùi bả con vậy mà khoe. Anh nói xấu em giận, em giận
Alo, anh vẫn chơi chút xíu thôi. Anh, mới về thăm ba má anh lần đầu tiên đó. Em sợ ba má anh khó tánh đó. Em hồi hộp quá à, em hồi hộp quá à. Trời đất ơi, hồi hộp quá à, hồi hộp quá à. Hồi hộp bản vậy á. Anh sợ ba má, anh thấy tướng em, ba má anh hồi hộp cho em hồi hộp gì? Không sao đâu, anh nói em nghe. Lần nào anh gọi điện thoại về Việt Nam á, anh cũng nói ba má ơi, ba má sắp sửa có con dâu đẹp, dễ thương mà còn hiền nữa. Thì em đẹp, em dễ thương, em hiền thiệt chứ bộ. Thấy chưa? Mà không hồi hộp sao được. Sao? Em mới lấy chồng lần thứ nhất chứ bộ. Vậy muốn mới lấy chồng lần thứ nhất hả? Bộ em tính lấy chồng lần thứ hai, lần thứ ba nữa sao đây? Không chồng á. Ê, đừng giỡn với tôi nha, tôi quýnh chết bây giờ á. Giỡn hả? Trời ơi, ghen kìa. Hở ra cái ghen à. Có chồng ghen ghét ghê vậy đó. Không ghen sao được, có vợ đẹp không ghen sao được. Tại vì anh chỉ muốn tiền của em là của riêng anh thôi. Vậy? Không, tình của em là của riêng anh. Thấy không? Anh nói sao thì anh là mối tình đầu tiên của em đó. Gì? Mối tình đầu tiên hả? Sao nhiều kinh nghiệm vậy? Anh nhớ lần đầu tiên chở đi biển chơi, mình tính thử thôi. Mình nói em ơi, cho anh nha em. Tưởng đâu từ chối ra về cho liền à. Bởi vì mới kẹt tới ngày hôm nay nè. Anh muốn em giận á, Ôi anh giận mà, giận hoài à. Ghét quá. Anh nói nghe, kỳ này á, mình về Việt Nam. Nhất là em nữa. Em đẹp, em dễ thương, mình phải tổ chức đám cưới thiệt là lớn nha em, để cho ba má anh rạng rỡ với bà con lối xóm nha. Thì đương nhiên rồi đó. Nè. Sao? Em... Ý anh muốn gì? Hiểu ý hay quá, em dễ thương ghê đó. Em ứng ra trước cho anh 20 sắp nha. 20 sắp giải hả? Tự nhiên ứng 20 sắp giải đã quấn em thành xác ướp hả? Không phải, 20.000 đô la đó, để anh lôi đám cưới. Cái chuyện đó chuyện nhỏ, em biết rồi, em lo liệu rồi, chút xíu nữa em đưa cho. Trời ơi, em dễ thương quá à. Em về Mỹ em bắt thợ nó vũa tháng em lấy lại hết à. Được rồi em. Bây giờ nói nghe nè, thôi bây giờ chuẩn bị ba má anh ra rồi đó, bây giờ em vô rửa mặt cho tôi lên xíu đi. Bộ mặt em của tôi hả? Trời ơi, sọc dưa nhiều quá kìa. Trời ơi, mặt tôi đẹp vậy mà là sọc dưa. Thôi đi em, đi. Chịu đâu, nãy em ra ngoài ngõ đó, em thấy trước đầu ngõ anh đó, có cái xe gì mà cái trái gì nó xanh xanh, nó tròn tròn ấy, người ta xẻ nó là nó tè ra vậy nè. Cái trái gì mà tè ra vậy? Nó tè ra vậy nè, có chén mắm ruốc chứ là ớt ở trên đó. Cái chén gì á, trái gì á? Trái cốc. Đúng rồi, trái cốc. Em xèm trái cốc chứ, em xèm nhắm em dài mua đó. Ngày xưa em như cô tắm nhiếp. Trời ơi trời, sắp sửa có cháu ngoại mà còn nhí nhảnh nữa. Nhìn phát ói à. Ủa sao ba má nó mất tiêu hết trơn rồi? Anybody home? Anybody home? Trời ơi! Cô Mi! Mami! Trời ơi, cô Mi! Oh, Mami! Đá đi! Dạ? Mất cặp đồ đá mày? Dạ, không có, không có. Con xin lỗi. Chào ba. Chào má. Trời đất ơi, tôi chào má. Trời đất ơi! Tao mới về. Hả? Trời ơi! Không, xin lỗi ba má. Tại vì con qua Mỹ lâu quá rồi, cho nên tiếng Việt quên, tiếng Mỹ cũng không biết luôn. Trời đất ơi, cô Bi. Dạ. Sao? Trời ơi, con ơi. Dạ. Con ở Mỹ con đi đào kinh thủy lợi xong mà phơi nắng giữ tóc con nó cháy vàng khè vậy con? No daddy. Cái này người ta gọi là tóc highlight. Highlight là sao? Tóc thời trang người ta gọi là tóc xù lông nhiễm. Thôi trời. Trời ai trà chớ bức tóc dục quan tợ. Dạ. Trời ơi, cô Bi lại đây với má cô no, Bi. No mommy. Hả? Con qua Mỹ không ai gọi là cô Bi nữa rồi. Chứ gọi là cái gì? Con lấy tên Mỹ. Tên gì? Tên là Bob. Trời ơi, Bob Bi. No mommy. Tên người ta Bob thôi, đừng có Bi, nghe đau lắm. Mình thấy chưa, nó lớn nó đâu có chịu theo em đâu. Dạ. Vậy thôi bóp ba qua đây với em. Con ơi, bữa nay có con đừng có bóp bậy bạ bà. Ôi mình. Daddy, mommy. Hả? Lần đầu tiên con về Việt Nam, bao nhiêu năm xa cách, về thấy ba má khỏe mạnh con vui lắm. Cảm ơn. Ba má. Ủa? Sao đâu có bệnh mình con? Ba bệnh dữ lắm con ơi, ba bệnh ba. Ủa? Ba bị bệnh gì vậy má? Ba xuyển con ơi, nuốt 70 con thằng lằn mà chưa có hết đó. Xuyển. Ba không sao đâu, ba không sao đâu. Để con về Mỹ, con sẽ mua thuốc gửi về cho ba uống nha. Trời không kịp đâu con ơi. Sao trời vậy ba? Ơi, bóp, con về Mỹ con gửi thuốc qua là trễ rồi. Ba cái bệnh này nè, ba dán thuốc dán cho ba hết liền à. Ủa, bệnh ho sao dán thuốc dán mà hết? Dán cái loại thuốc dán màu xanh đó con. Thuốc dán gì?
có số nữa con. Dạ, một thun giáo màu xanh dày nè con, đó cái ba hết liền, ba à, vẽ liền con à. Hiểu rồi à. Bao nhiêu năm xa cách ba tôi làm thợ vẽ. Con hiểu đó, rồi con đó. Sẵn sàng chuẩn bị xanh xanh có số đó. Má ba. Dám vô cái nó khỏe liền bà ơi. Dạ dạ. Cái mình có hiếu quá trời đó. Ba mày thấy chưa, trời ta nên. Nhưng mà cũng may một mình ba bệnh thôi. Má tôi bệnh được chết cha thôi rồi. Cô Bi. Dạ. Mày nhìn má gì mà nói má khỏe hả cô Bi? Mày nhìn vậy mà nói má khỏe hả? Má bệnh dữ lắm đó con. Má còn bị thấp khớp kinh niên đó. Trời ơi, má nói thiệt mà Bi. Má nói con nghe nè. Đó thấy chưa đó, thấp khớp. Cô chừng em ơi. Em bước theo bước em. Má ơi, má ơi, không sao đâu. Cũng may là lần này con về con có đem theo một lố sa lông bát. Trời ơi, sa lông bát. Má con thích lại sa lông bát màu xanh thôi. Bà nói sao vậy, sa lông bát màu trắng mà. Tao thích màu xanh mày. Vừa phải thôi, màu xanh. À, con hiểu rồi. Ba tôi làm thợ vẽ, còn má tôi làm họa sĩ. Dạ, quá, dạ có rồi, có rồi đi má, màu xanh. Má nhất chỗ nào? Má nhất đây nè con. Lẹ lẹ đi con. Mà con đau ở đây. Ây xà. Trời ơi nó nhẹ, giờ em tung tăng rồi đó mình. Tang 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 tang. Trời ơi con chóng mặt quá, xin phép ba má con vô rửa mặt. Trời ơi. Trời ơi thấy chưa, đưa tiền lại cho em. Trời ơi, mình ơi là mình, em con nó có hiếu vậy đó. Nó báo hiếu mình vậy còn muốn gì nữa. Em phải... Ai vậy? Hả? Bóp! Trời ơi, sao trắng quá. Trời ơi, sao vậy? Sao ôm dữ vậy? Thôi đúng rồi, ông ơi. Dạ. Dì kêu, dì kêu hả? Dì kêu. À, đúng dạ. Dạ, 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 chào bà. Chắc bà đây là má dâu tương lai tôi hả? Dạ, chào mời chị bà. Xui, trời dạ. Ơi, chị xui. Trời ơi. Thằng Bi và tôi á, dạ. Nó có gửi hình con gái chị về cho vợ chồng tôi coi. Công nhận nó giống chị quá xa. Y chang. Mà công nhận nha, trời ơi, chị xui già sao bận đồ. Còn chị chơi quá. Ê. Mũi mầm dữ lắm. Trời ơi, ta nói cái thằng Bi nó tệ quá à. Dạ. Nó đưa má vợ nó về, nó không báo cho tôi biết thì mà tiếp. Trời xá lẻ, chị xui ơi, xá lẻ. Chị xui, mà chị ngồi, trời ơi. Chị xui khát nước xui. Không? Đứng dạ. Vô lấy nước, chị xui uống nha. Để lấy nước anh. Trời ơi, đi máy bay mạnh lắm không? Già cỡ tụi mình á, ngồi máy bay lâu đau lưng lắm chị ơi. Dạ. Tôi biết mà. Xin lỗi nha chị xui. Cái gì vậy? Ba má chuyện gì vậy? Nè. Dạ. Bi. Dạ. Trời ơi. Ba má buồn dữ lắm nha không? Dạ sao má? Trời ơi mày đưa má vợ mày về mày không nói ba má, ba má tiếp rước để kỳ cục quá. Dạ. Ai má vợ? Nè. Không phải ba má. Không phải. Cái này là con dâu của ba má nè. Đây là ba má của anh nè. Dạ. Em chào ba má anh đi. Chào ba má anh đi. Chào. Anh giới thiệu em à, trước. À, dạ thưa ba má. Đây là Jennifer Lung. Cái gì? Tiếng Việt là Jennifer Lũng. Hả? Dạ chào. Dạ Jennifer Lũng kính chào hai bác. Em gì hai bác? Sắp sửa làm con dâu mà chào ba má. Dạ Lũng kính chào ba má. Dạ. Con nói má nghe. Ảnh là mối tình đầu của con. Dạ. Con cũng là mối tình đầu của ảnh đó. Rồi ba má ơi, sao gặp con dâu mặt ba má buồn bí xị vui vui lên ba. Vui cái ông nội mày á. Dạ. Dạ xin phép ba má. Em trời nóng mặt em đường hẻm sột dưa nhiều quá. Em vô đắp phấn láng láng cho trẻ xíu bên cái đi. Thôi em có đi tắm đâu. Đi tắm giùm anh cái đi. Em tắm sủa không à. Ở đây đâu có sủa cho em tắm đâu. Vậy em mới tắm ở bên Mỹ trước khi về Việt Nam chứ bộ. Dạ. Thôi để về Mỹ em tắm luôn đi. Ở đây có 2 tháng chứ trời nhiều ơi. Đâu 2 tháng chịu sao nổi em. Mà em nói anh nghe nè. Cái gì? Em nhịn lắm đó nghe. Dạ. Em thương anh, em nhịn lắm. Anh biết rồi. Ôi em giận cứng mà em cắn em chịu á. Cái gì vậy? Chừng nuốt hàm răng giả bây giờ đó. Cái gì vậy? Sợ xúc răng giả chứ gì. Thôi bây giờ đi đem. Đi vô mạnh cái đi. Thế anh dìu em vô em mới chịu á. Trời không chịu nhiều mà. Không chịu đâu. À, anh bồng muốn cho lẹ. Ủa. Vô trọng lấy sữa ông Thọ cho nó tắm. Mình ơi em khổ quá mình ơi. Khổ gì tại bà không biết dạy con. Làm sao mà em biết nữa, nó qua ngoại quốc nó chọn kỳ cục quá trời. Kêu ra tôi biểu. Bóp. Bi. Bóp. Bi. Bóp. Bi. Bóp. Con
tôi nói với ba má rồi, bóp phải bi bi hoài à. Ba mày qua đây ngồi lẹ lên. Dạ. Bi. Dạ. Mày ngồi xuống mày nghe má nói nè. Dạ. Ngồi xuống. Dạ. Trời ơi, bây giờ mày nghe má nói nghe. Má bỏ mười mấy ngàn đô la má làm hồ sơ giả cho mày đi con lai sang Mỹ. Ít nhất mày phải học kỹ sư bác sĩ rồi mày lấy bác sĩ kỹ sư. Mày giống một con mẹ già bằng má về là sao vậy Bi? Tao cứ tưởng mày đem bả về giới thiệu cho tao nữa chứ. Bi nè, nghe má hỏi mày. Dạ. Qua bên ngoại quốc á, giờ mẹ tao hỏi mày có quốc tịch chưa? Yes, I am. Nói tiếng Việt mày. Dạ, có rồi. Thấy chưa? Có quốc tịch rồi dễ lắm con ơi. Về Việt Nam tao nói con gái nói nhiều vô kể. Hoa hậu thì khó nghe chứ còn á hậu nha. Mày vớt bên đây 12 con nè, mày vớt bên đây 18 con đó. Á hậu nhiều lắm con ơi. Dạ, cái này cũng hậu vậy. Hậu gì? Mẫu hậu. Mày giỡn á mày. Má mà nói đúng á. Bữa trước tao đi bia ôm đây nè. Cái gì? Cái gì bia ôm nè? Già hai thứ tóc mày còn đi vô mấy chỗ nhí làm gì? Muốn 3 ngàn nát nữa hả? Muốn cái gì? Thôi đi ăn bánh tráng phơi xương. Mày làm gì vậy? Dạ thôi đừng có lộn mà. Trời đất ơi, bữa trước tôi đi ăn bánh sáng phơi xương. Dạ. Trời ơi, mấy bạn của ba già hết trơn rồi, già còn hơn tao nữa. Vậy mà mấy em đeo rồi. Mày không tin tối nay tao dẫn mày đi. Cái gì vậy? Cái gì hả? Hả? Trời ơi, hèn chi. Ngày nào cũng nói tôi là đi tối là đi học Anh Văn để qua bển thăm con, té ra đi ăn bánh tráng phơi xương phải không? Muốn phơi xương phải không? Ngày nào cũng phơi xương phải không? Ba này đừng có đa nghi gì nha. Thôi tao đi có hai lần à. Nhìn đi nhiều đâu có đủ sức. Đủ sức cái gì nè? Nè, quay lại đi coi coi. Muốn ta nhà nát cửa phải không? Muốn cái gì? Set up. Cái gì? Set up. Cái gì vậy? Bi. Trời ơi, má bỏ tiền cho mày qua ngoại quốc để mày có tiền mày gửi về cho má xe Honda, xe Dream, tự nhiên mày gửi về cho má xe đạp là sao vậy con? Ủa, con nói xe đạp hồi nào? Thì con vừa nói xe đạp đó. Không phải, con nói set up có nghĩa là im đi đừng cãi nữa. Trời ơi, tiếng Anh của mày khổ quá. Nhưng mà con nói thiệt với ba nha. Cái gì? Đây là mối tình đầu của con đó ba. Trời ơi, bây giờ cho con khờ quá. Hồi đó tao ở với cả chục người đó. Cái chuyện tao gặp má mày tao cũng nói là mối tình đầu. Bảo đâu có biết mẹ gì đâu. Sao không biết? Tôi rành quá chứ bộ ông tưởng ông là người đầu tiên tới với tôi á. Xin lỗi ông thứ 12 này nghe không? Thôi ba má ơi đừng có cãi. Con nói thiệt với ba má nha. Con có nỗi khổ tâm của con á. Con lỡ cái gì phải không con? Dạ con lỡ rồi. Con lỡ cái gì vậy con? Dạ. Không lẽ nó có bầu hả? Trời đất ơi, ba nghĩ sao vậy? Cái tướng bà đó còn đẻ được hả? Hả? Con môn đẻ ra hộp vịt lộn á. Con lỡ rồi, lỡ chuyện khác kìa. Lỡ chuyện gì chuyện con? Gì? Bà má không biết không? Biết chuyện gì. Ủa? Con? Có gì con khổ dữ vậy con? Ba chờ con xíu. Cái gì vậy? Con sợ nghe. Nó đang tắm sữa, tao không có nghe đâu mày ơi. Coi chừng mất mấy hộp sữa ông thợ của tao đó. Ba. Cái gì? Ba nghe. Cái gì? Bà làm chủ tiệm nail. Kệ mẹ nó chứ. Nhưng mà con làm cho bà. Kệ mẹ mày chứ. Cái này mới chết mẹ con nè. Trời ơi. Cái gì? Bà má biết sao không? Bữa hổm á, con làm trong tiệm nail của bà. Còn sao? Con nhỏ khách. Nó mặc đồ phía trước ngực á. Nó khoét sâu vậy nè. Trời đất ơi. Con lo vũ á. Vũ mà con lo nghía. Rồi sao con? Con vũ hồi tay khách nó thành vậy. Hả? Trời đất ơi. Còn sao? Bởi vậy người ta mới đòi thưa con, bắt con vô tù. Con không nhờ bà beo con ra, lãnh con ra thì con ở tù rồi. Tôi chết. Bởi vậy con mới được. Không thương người ta thì đừng có lấy. Ừ. Ba dạy con sao? Sống trên đời phải có lương tâm. Con không biết, nhưng mà lương tâm không bằng lương thực. Thôi mày ơi, tao nói nè nè. Nợ tiền thì mình trả bằng tiền con, còn có chuyện tình cảm để má tính cho. Thôi má ơi, má tính sao được tính. Bây giờ con đâu có tiền để con trả cho người ta. Trời má ơi. Trời sao mày nói với ba má là mày qua bệnh học bác sĩ kỹ sư? Có, nhưng mới tính à. Trời đất. Trời ơi, thôi chết. Dạ. Rồi con ơi là chết. Con mày thôi được rồi, bây giờ cái chuyện này mày để cho tao tính. Dạ. Đúng rồi. Để cho má mày tính đi. Má tính sao má? Má, tao nói thiệt với mày nha không? Tao lấy mấy chục năm, lấy bả mấy chục năm ba tao biết mà. Có chuyện gì mà cần chửi thẳng với mặt người ta đó là không ai qua má mày hết trơn á. Đúng. Má. Tao gặp bả tao sẽ chửi thẳng với mặt bả. Tôi nói thưa bà. Dạ. Con tôi banh da xẻ thịt tôi đẻ từ hồi tôi 14 tuổi rưỡi. Dạ. Cái lúc mà cháu nó còn khóc eo e đó, tôi dâng hiến cho nó hai bầu sữa. Không lẽ má có ba bầu sữa? Má mà có ba bầu giá má cũng tặng con luôn. Bởi vì lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, con biết dạ, không? Đó. Rồi lớn lên ít nhất con phải lấy người xứng đôi vừa lứa cho ba má nở mặt nở mày. Chứ lấy đâu mà lấy một bà già như vậy. Tao hỏi mày ngày đám cưới mày lỡ bả đứng cạnh ba mày, cho tao chúc bả với ba mày trăm năm hạnh phúc á. Thôi má ơi, con nghĩ làm như vậy thấy tàn nhẫn quá à. Tao không tàn nhẫn, làm sao tao sống với ba mày mấy chục năm nay được. Trời ơi.
ơi. Cái gì? Trời, thôi nóng rồi. Quá à. Thôi bây giờ anh ra khách sạn anh mướn phòng máy lạnh cho em ở đi, em chịu không có nổi, em chịu không có nổi rồi đó. Trời ơi em ơi em. Nóng đang quá. Căng thẳng mà nổi gì nữa. Căng cái gì? Căng thẳng là vô qua nói chuyện. Nè ơi. Nhà này quạt máy cũng có chứ đừng nói gì là máy lạnh nữa. Muốn thì ra khách sạn mà ở. Nhưng mà trước khi đi đó, tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với bà. Má. Má đừng gọi con bằng bà má nè. Má gọi con bằng bà con tổn thọ lắm. Chỉ còn có mấy bữa nữa là con làm đám cưới rồi. Và từ đó chốn phong ba con làm dâu nhà người. Đau buồn. Ủa mà con đau buồn. Con vui chết mẹ luôn vậy má. Vui mày thấy chết mà. Luôn vậy. Thì cũng chính là cái vụ đám cưới này đó. Dạ. Vợ chồng tôi phải cần nói chuyện gấp với bà đó. Ba con đừng kêu con bằng bà, con tổn thọ lắm ba ơi. Con ở đây có 2 tháng à, con đám cưới con tuần lễ là con về thôi hả ba à. Vô đây bà. Đây nè. Dạ. Cái chuyện hôn nhân của thằng con tôi đó. Dạ. Tôi dứt khoát là. Má. Con nhớ rồi. Má đưa bàn tay ra con mới nhớ. Con có cái này con muốn tặng má mà nãy giờ con quanh. Nè, con tặng má chiếc học sàng này nè, cái tay má đeo chiếc này vô trời ơi. Má ơi, đẹp vô cùng, má trồng vô thử coi má. Trời đất ơi. Wow. Nhưng mà chuyện hôn nhân là tôi dứt khoát là đẹp quá. là thiệt hay giả vậy? Trời con đâu dám giỡn mặt má đâu, má cái này thiệt đó. Dạ. Dạ. Mà nó mấy kaka. Cái này 2 kg má ơi, mà nước e đó má, nước e đó. Nước e xứng với má ghê chua. Trời ơi nó sáng quá trời đó mình ơi. Trời ơi Jennifer lủng lủng này mà. Dâu cưng của má. Thấy hộp xoàn á là sáng mắt à. Má. Con nói cho ba nghe, hồi nãy con vô trong phòng á, con thấy nhà cửa mình chật chội khó chịu quá à. Ý con muốn á, mua một căn nhà mới thiệt, mới mà lớn, thiệt lớn để ba có chỗ ba tiếp khách đó mà. Thôi kệ tôi, nghèo nhưng mà tôi hạnh phúc. Tôi chỉ cần chiều sâu tâm hồn thôi. Mình ba, lũng cũng có chiều sâu lắm mà ba chưa có khám phá ra đó thôi đó bà. Ý con muốn nói là ba má đó cứ chọn một cái nhà nào đi con lợi con chụp con búp liền con đem dựng tặng ba má liền má ha. Tôi không cần, bây giờ tôi tu tại gia rồi. Mình tiền bạc đối với tôi bây giờ là bà. Ủa con nói là con mua nhà mới tặng cho ba má hả? Dạ đúng. À, je vous salue madame. Ba nói gì ba con ở Mỹ về ba nói tiếng Tây sao con biết được ba? Tao cũng đâu có hiểu. Đúng rồi đó em. Sao? Bây giờ sẵn nhà cũ á, bây giờ mình bán nhà đi, mua nhà mới ha. Không được, cái nhà này nhà kỷ niệm của ba má. Em muốn sửa lại cho đẹp, thì đẹp cho mới thì mới để ba má cho người ta mướn để lấy chút tiền xài má. Đúng rồi đó con. Trời ơi, ta nói cái nhà này nha, con cất lên cho má 10 tầng nha con. Dạ. Mỗi tầng một cái toilet nha. Dạ. Sân thượng là cũng phải có toilet đó nha. Dạ. Để má vừa đi toilet, má vừa ngắm sao trời nha con. Dạ, chảnh ghê vậy má. Vui quá. Dạ. Bà, rồi nãy nghe. Ba nói cái chuyện gì vậy? Hồi nãy ba muốn nói con cái chuyện gì vậy ba? Ba bàn chuyện gì vậy ba? Không, hồi nãy ba chỉ muốn hỏi là con đã lựa được ngày lành tháng tốt để làm lễ thành hôn với thằng Bi nhà của ba má đó mà. Dạ. Đó quan trọng, cái đó quan trọng. Con qua má nói nghe nè. Dạ, con đây. Chắc con tụi con khấn phải không? Ủa sao má biết con tuổi con khấn hay quá vậy? Nhìn cái đầu là biết liền à. Trời ơi, khấn quá trời khấn luôn vậy đó. Má ơi, con tuổi con rắn, con bằng má đó. Dạ. Ủa vậy má với con bằng tuổi nhau hả? Nhưng mà con nhỏ hơn má, con sanh cuối năm. Trời đất ơi, hên ghê vậy đó. Dạ. Vậy là má còn hơn con tới 9 tháng. Dạ, đúng rồi. Hơn hết trời vậy đó. Dạ. Nè, mình coi nè. Mặt trẻ non phải không? Dễ thương quá trời à. Ba. Sao? Con còn nhỏ hơn ba tới 2 tuổi rồi nó ba. Con trẻ măng, trẻ măng vậy nó ba. Dạ, phải rồi. Ba có con dâu trẻ măng, trẻ măng à. Nhưng măng già. Anh nói nghe nè, bây giờ ba má đồng ý cho hai đứa mình rồi đó. Bây giờ em lấy cho anh 20 ngàn để anh chạy đâu đám cưới đi. Ừ. Xứng quá. Thôi chết. Cái gì chết? Em bỏ quên cái bóp bên Mỹ rồi. Cái gì kỳ vậy? Tiền đâu? Ê ba má ứng cho con mượn đỡ 20 ngàn rồi 6 tháng sau con về Mỹ con trả lời được không ba má? Gì vậy? Tiền đâu mà có thôi vậy thôi. Dẹp đám cưới, dẹp hết đám cưới. Má còn cái hộp. Trời ơi cũng may là còn vớt được cái hộp này chúng con làm lỗ á. Ủa gì cười vậy? Gì cười vậy? Gì vậy? Cái gì vậy? Cái hộp giả. Trời ơi! Trời ơi! Ba! Trời ơi! Ba!
rồi. Về hưu nghỉ sớm cho nó khỏe ông ơi. Làm tổng thống làm gì cho chúng nó chửi. Tôi bảo ông nghe, người ta nói làm vua mới sướng, làm tổng thống Mỹ không có sướng gì đâu. Nếu mà đã sướng thì tôi cũng đi ứng cử với ông cho vui rồi. Ây chà, ông ngày mà lên thì Chế Linh đi xô mệt nghỉ. Này, tôi nói cho ông biết nha, kinh tế bây giờ nó đau lắm rồi. Tôi còn mỗi căn nhà này thôi đấy. Ông làm cái gì thì làm, nó mà kéo đi của tôi, ông đừng có mà nhìn mặt tôi nha. Chị Lý Sự. Ôi giời. Anh giỏi, khỏe không? Người chứ phải hỏa tiễn đâu mà vừa nói xuất hiện ngay thế. Trời đất ơi, tôi tới trước cửa nhà chị, tôi mới lấy điện thoại alo cho chị mà. Dạ bác Lý Sự. Thôi kêu tôi Lý được rồi, Sự tên chồng tôi. Cô kêu cả cặp nghe kinh quá. Ê, thế hai bố con nay rảnh rỗi có chuyện gì qua đây không? Qua là phải có chuyện chứ. Con gái tôi đang đi làm mà tôi phải kêu nó từ sở chạy gấp về đây gặp chị đó. Gớm, thì cái gì nói nhanh nhanh cái tôi còn phải đi tập thể dục. Chị mà cũng tập thể dục có sao? Gớm xin lỗi ông anh đi. Tôi mà không có workout thì làm sao mà tôi có cái body sexy ba vòng chập trùng khác nhau này được. Chị tập tạ phải không? Sao biết? Tạ đè riết người càng lùn nè. Xin lỗi ông anh, lùn thì nó cũng có cái giá trị của lùn. Ông anh không nghe người ta nói à? Mập đẹp, ốm dễ thương, cao sang, lùn quý phái. Tôi đang nằm trong diện lùn quý phái nha. Nói chuyện với mấy người đàn ông mà có con ve chó bên miệng nhiều lời lắm. Mệt hết hơi. Tập thể dục cho nó khỏe. Chị ơi. Trời đất thôi ơi. Thôi đi ba. Thở vô mặt tao chóng mặt luôn rồi. Ba thấy bác Lý đó, tập thể dục mà cũng ra. Thôi mẹ ơi. Hết bả rồi tới mày à. Con nghĩ hôm nay bác Lý bận rồi đó. Bữa khác qua nói đi. Nãy giờ qua đứng nè, không mời ngủ không có miếng nước. Xin lỗi. À nói chung là em so gì? Sit down bunny. Gì vậy? Có gì đâu mà chố mắt. Mời ngồi đấy. Ngồi đi. Có chuyện gì nói nhanh hộ cái, gom nhiều việc lắm nha. Thì cái chuyện con trai chị thằng Dũng đó. Với lại con Hải Đường con gái của tôi nè. Bữa trước tôi nói có nói chuyện trên điện thoại chị mà tôi thấy chị như cố tình lờ đi á. Bữa nay tôi dẫn nó qua để nói chuyện một lời cho xong. Thì ông anh cũng biết ý tôi rồi mà. Ba, dẹp đi ba. Bác Lý đã không thích rồi, ba cứ ngồi đây nói hoài làm gì nữa. Mày con gái mà cứ ào ào vậy, ai mà dám nhận mình là con dâu. Chị Lý à. Tôi nghe nói là hồi xưa là vợ tôi với chị có kết nghĩa làm chị em, đúng không? Mà chị vừa lùn vừa già mà lúc nào cũng muốn làm em, có đúng không? Rồi hai người có hứa là gả con cho nhau nữa, có đúng không vậy? Thì nói chung thì là cũng chính xác. Mà tôi không bảo ông anh nghe. Cái bà vợ nhà ông anh ấy, bà làm như bà có cái đam mê chuyện tàu đấy. Bà gặp tôi bà cứ bảo thôi mình kết nghĩa cái tình huynh đệ, cái tình tỉ muội, nói chung cái tình khỉ gió gì nhà bà ấy. Thế mà bây giờ cái chuyện đấy nó cũng đã lâu lắm rồi, thế ông anh nhớ làm cái gì? Phiền lắm. Thôi dẹp đi ba. Con nói rồi con không cần nha. Ơi con có ế đâu mà sợ ba ngồi ba năn nỉ hoài vậy. Này cháu, thế ế không thì bác không biết, chứ mà 1-2 năm nữa mà không ai lấy thì cũng gọi là ống chề nhá. Con người thì bé tí, bày đặt thiên đường với hải đường. Gươm, chắc là ngày xưa bà nhà lại thích tướng cướp bạch hải đường nên mới lấy tên nó hải đường gì. Tôi nhìn kỹ thì cháu nên là lấy tên hải tặc thì đúng hơn. Cơm con gái con lứa đứng rung cái chân như tướng cướp thấy cắt ghét. Chị ơi, tại vì đó vợ chồng tôi thích trồng cây kiển lắm. Bà mới lấy tên các loài hoa đặt tên. Bà là Hướng Dương. Còn đặt tên cho con nhỏ này là Hải Đường. Vậy đó. Sao không lấy tên ông anh là Hoa Vạn Thọ luôn, để lên bàn thờ cúng cho nó đủ bộ.
được dạng thọ cũng đỡ. Hồi đó mỗi lần bà nhìn mặt tôi, bà nói tôi kêu tôi là hoa cứt lợn mới chết chứ. Thì đúng rồi, mặt anh giống mặt con heo thì bà kêu cứt lợn là đúng rồi. Thế mà cũng nói được rồi, buồn cười. Ba đi về nha. Ba không về con về. Trời ơi, nói chuyện thấy phát ghét. Hèn chi chồng bỏ là đúng rồi. Trời đất ơi mày, mày về mày sao? Nó lén người ta phải nói nhỏ nhỏ thì mà nó ào ào mặt tao nghe tao chửi thì sao? Con thông cảm đi, mấy cái thứ người mày nhỏ con mà khó ưa lắm. Tao nói có lớn quá không? Quá lớn rồi đó ba. À vậy hả? Vì lý sự cái ý tôi là muốn nói là chị là cái mấy người nhỏ con á nhìn nó dễ thương. Con nhìn nè, coi mặt có lý nè, đó mắt nhỏ mũi bự mỏ chu nè, cái mặt này mà Halloween khỏi cần quá trang tao không biết là phù thủy. Coi lố quá không con? Tập 2 rồi đó. Nói chung thì tôi có già, tôi có nhỏ, tôi có xấu thế nào thì cũng chuyện của tôi. Bây giờ ông anh biết rồi đấy. Bây giờ cái đời sống của mình là đời sống America. Bởi vậy ấy, ông anh đừng có quan tâm ba cái chuyện vớ va vớ vẩn linh tinh. Ôi dồi, nhức hết cả đầu, tôi đau đầu quá. Dẹp cái vụ này đi nha ba. Một lần nữa thằng à. Ôi trời ơi, nó còn coi kỹ tướng con đây nè. Thiếu gì người theo. Trời ơi, ông biết sao bà già trước khi chết cứ bắt buộc là phải làm dâu cho bác thôi. Không biết ông Dũng sao mà nhìn mặt bà già này sao thấy hãm tài dữ. Còn tôi nói đúng á. À không không, ý tôi nói là má nó có để lại cho nó một cái thơ di chúc. À ừ, ờ đó. Ui dồi, lại còn di chúc nữa. Thôi ông anh cho tôi cười tí cho thỏa mãn. Tôi bảo ông anh nghe, người ta giàu có thì người ta mới di chúc. Đằng này như bà vợ nhà anh nghèo thế mà còn bày đặt di chúc với chả di chéo. Này tao còn nhớ mãi nhá, cái bà chị nhà anh ấy, bà có mỗi một cái quần thôi, vá chẳng vá đục vá mãi mà không có cái quần đi ăn tiệc. Thế mà di chúc mà làm cái gì? Ôi dồi ôi, nghe nó phiền não quá. Hải Đường. Dạ. Lấy cái thơ má con ra đây con. Bà đọc đi. Bầu. Mà thôi mày đọc đi, cái thơ này tao đọc cả trăm lần rồi. Tao không hiểu má mày lúc còn sống á thì thông minh sáng suốt, lúc sắp chết thì đầu tóc u tối hay sao á. Nó viết cái thơ kỳ cục quá. Đọc đi, đọc lớn cho bác Lý nghe. Cầm giùm con bác. Ba con Hải Đường ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy chị Lý Sự? Giật mình đâu có cần phải quá lố như vậy. Bay từ trong cái chỗ này mà bay ra tới ngoài nhà luôn. Đâu, coi lại mấy cái vòng coi có vòng nào bị móp không. May quá vòng trên còn nguyên. Thế này, tôi nói cho chị biết nhá, tôi lớn tuổi rồi, già cả rồi, có đọc cái gì thì bé mồm cái. Gớm con gái con lứa đọc cái gì hùng hùng hổ hổ, nghe giật hết cả người. Kinh khủng thật ý. Nè, đọc nó nhỏ thôi con. Dạ. Ba con Hải Đường ơi, chấm dấu than xuống thôi, thôi được rồi, thế cứ đọc thẳng đi, đừng có phết phẩy than thở, không có thời gian nhá. Tôi với ông đang sống với nhau ngon lành. Khi không, bác sĩ nói tôi bị ung thư ruột già. Mỹ nó kêu bằng colon cancer. Ba dạy mày sao? Tiếng Mỹ này phải nhấn nhá đúng chỗ. Colon cancer. Colon cancer. Tầm bấy tầm bạ. Tây với chả u khiếp thật. Do chứng táo bón lâu ngày không đi cầu được mới ra nông nổi này. Anh cho em xin ý kiến tí. Cái gì? Gớm cái dòng thư mỗi mấy chữ mà tôi phải cứ ý kiến suốt. Thế bây giờ bà chị nhà anh ấy, bà qua tới Mỹ rồi thì bà phải văn minh tí. Thay vì cái từ đi cầu, bà dùng từ zek zoom đi. Thư di chúc mà bà phang hai chữ đi cầu, vừa đọc một phát nghe ô nhiễm khắp hết cả nhà. Kinh quá. Ôi trời ơi, đau đầu quá. Ý kiến xong chưa bác? Dạ xong rồi chị đọc tiếp đi chị. Giờ tôi sắp chia tay ông, tôi có mấy điều muốn trăn trối lại cho ông. Ông ráng mà làm theo lời tôi dặn để tôi có thể ngậm cười nơi chín suối. Thứ nhất, hồi vợ chồng mình bế con Hải Đường đi vượt biển,
Tôi với chị lý sự có hứa với nhau là nếu trời cho tới bến bình yên, hai đứa tôi sẽ kết nghĩa chị em, và sau này tôi sẽ gả con Hải Đường cho thằng Dũng con chị Lý. Vậy sau khi tôi mất, ông với con Hải Đường nên giữ lời, đừng để tôi mang tiếng là người thất hứa. Ôi rồi, vớ va vớ vẩn. Người chết, người ta chết, ta sắp chết sẵn rồi, ta muốn nói gì cái nói. Hơi đâu mà nghe, gom nghe đau hết cả đầu. Bác Lý ơi, bác để cho con đọc xong lá thơ của má con, sao bác nhảy vô hông con hoài vậy bác? Dạ, em xin lỗi chị đọc tiếp đi ạ. Sợ chị quá. Thứ hai, khi tôi chết, tôi để lại tiền cho con Hải Đường đặng nó có vốn làm ăn khi lấy chồng. Đó là bảo hiểm nhân thọ của tôi, $1,000,000. Trời đất ơi, chị nói vợ tôi nghèo sao mà chị cái quần chị một chữ vậy chị Lý? Ôi chết, thôi quần một một kệ mẹ nó đi. Này, con ơi, nãy giờ con đọc cái gì mà có cái bảo hiểm cái gì mà một triệu trời đô đấy? Ơi, bảo hiểm nhân thọ $1,000,000. Ừ. Bà để lại cho con Hải Đường khi nó lấy chồng, hiểu chưa? Làm của hồi môn đó. Ừ. Đọc tiếp đi con. Ừ, đọc tiếp đi con dâu của mẹ. Con ngồi đây đi con. Ngồi đây đi con. Đấy, ngồi đi, con đọc tiếp đi con. Đọc bực tiếp bội. Ừ ừ. Thứ ba. Ừ. Tôi với ông hiện có 2 căn nhà trả gần xong hết mortgage rồi. Ông nên cho nứt con Hải Đường 1 căn đặng vợ chồng nó bắt đầu cuộc sống mới. Con ơi, con đừng đọc nữa. Mỗi lần con đọc mẹ nhớ đến mẹ con lắm con ơi. Mẹ nhớ mà mẹ đau hết cả lòng con ơi. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tình mẹ tha thiết như làn khói hiền dì dào. Trời ơi chị Hướng Dương ơi, lý ra chị phải lấy tên Đại Dương mới đúng chị Dương ơi. Chị Dương ơi, chị Dương, mỗi lần mà nhắc đến chị, sao tôi nhớ chị quá. Chị Dương ơi là chị Dương, chị sống cùng ta tiếng chị về đây, chị chứng giám được lời thật của tôi. Tôi lúc nào cũng nhớ đến chị. Chị Dương ơi, vậy? Nhiều lúc tôi nhớ đến chị còn hơn nhớ đến thằng chồng tôi nữa. Chị Dương ơi là chị Dương. Con bảo hiểm $1,000,000 con lãnh chưa? Lãnh rồi bác. Ồ, đấy thấy chưa ông anh, nghe chưa? Người ta bảo trâu chết để ra mà người chết để tiền. Ôi trời ơi chị Dương ơi. Mới ngày nào chẳng biết cái chi chi, ngoảnh mặt lại chị đã đai trước tôi rồi. Chị Dương ơi, trời ơi sao chị không đợi tôi đi chung với chị Dương ơi. Ôi trời ơi, mà nếu tôi đi chung cùng chị, làm sao mà tôi lãnh được $1,000,000 với căn nhà chị Dương ơi. Ôi con ơi, đồng tiền liền khúc ruột, thuyền theo lái, gái theo chồng. Con ấy, đi về nhà chồng là phải đưa tiền hết cho chồng nhá. Nếu không đưa cho chồng, cứ đưa cho mẹ. Mẹ nào cũng là mẹ, đưa cho mẹ tốt hơn con nha. Đọc tiếp đi con yêu của mẹ. Ôi trời ơi. Tại bút. Ừ. Ông với con Hải Đường, ba nhớ đi cầu thường xuyên. Đừng để táo bón mà sanh bệnh giống tôi, giống má. Vĩnh biệt ba. Ôi giời ơi, ông anh thấy chưa? Cả cái cuộc đời tôi ấy, tôi đọc biết bao nhiêu văn chương, bao nhiêu sách vở, chưa có cái dòng di chúc nào mà hay như cái dòng di chúc của bà chị nhà anh. Có mèo ơi, bà dùng mấy cái chữ rất là mộc mạc, nhớ đi cầu không thì táo bón, nhắc nhở là mình phải đi cầu thường xuyên đấy. Ôi eo ơi, mẹ nói thật với con ấy, mẹ con ấy nhá, văn mẹ con hay lắm. Ông nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn á, mà gặp mẹ con thì cứ kêu mẹ con bằng cụ đấy. Ôi chị Lý à. Ừ. Chị nói chị thân với lại vợ tôi mà. Ừ. Sao lúc đám ma của bà đó bạn bè tới đầy đủ, sao tôi không thấy mặt chị vậy ta? Ông anh biết không, hôm đấy thật tình là em đi casino. Cái gì? Ồ không, nhầm, em đi cano. Anh biết không, tàu đi ra giữa biển, thế là nó bị đắm đấy. Tí nữa
là em không sinh cùng ngày với bà chị, nhưng mà em chết cùng ngày là tiêu em luôn. Này, con yêu của mẹ gớm, nãy giờ con qua đây mẹ chưa có lo cái gì cho con uống cả. Thế là con uống cái gì? Pepsi, bò húc, coca. Con uống cái gì? Con đợi mẹ tí nhá. Ê hồi thật ý, hôm nay mẹ vui thật ý. Con dâu gì mà nó xinh, đáng yêu thật ý. Đợi mẹ tí nhá. Bà này bà là người hay là chim vậy ta? Hay bà bay dữ lắm bà. Bà đọc xong lá thơ cũng mới biết bác Lý là người hai mặt á. Bác Lý ơi, khỏi nước đi. Uống được ly nước của bác con ngẹn cổ bác ơi. Đúng rồi, con nói chính xác rồi. Uống nước nghẹn họng lắm, con dùng trà đá đi cho nó thông họng này. Ôi trời ơi, eo ơi. Tôi nói thật với ông anh ấy, bây giờ nhìn kỹ cái con bé này á, càng nhìn càng thấy có cái gì nó rất là phúc hậu đấy. Eo ơi, nhìn có cái gì rất là triệu phú. Nói chung nó tóm lại nhìn kỹ nó có một cái gì nói chung là rất là hải đường đấy. Thôi được rồi. Bây giờ chị về chị bàn với lại con trai chị đi ha. Nếu nó đồng ý thì chừng nào cho tụi nó là đám cưới đây. Ô chết, ông anh, sao thế được? Thế ngày hôm nay được không? Cái gì? Cưới gì lẽ vậy? Thế thôi ngày mai đi. Thế tôi nói chung là ngày nào cũng được, miễn sao cứ cưới là được rồi. Nói chung là phụ thuộc vô ông anh thôi. Ừ. Mà bác Lý ơi. Ơi, bác đây con. Tuy là lá thơ má con viết như vậy nhưng mà con muốn để lại số tiền đó hết cho ba con. Ôi, con bé này nhìn kỹ thế mà không có dạy hả anh? Anh chị nói gì? Không phải cái kiểu nó ngây thơ đấy. Con ơi, nghĩa tử là nghĩa tận. Lời mẹ con dặn là con phải thi hành. Con không thi hành làm sao mà mẹ con nhắm mắt được hả con? Đúng không ông anh? Làm sao nhắm mắt được không ông anh? Nhắm được chứ. Có ai chết mở mắt đâu. Đúng rồi nhỉ. Nhưng mà bây giờ con còn trẻ, con phải có óc xây dựng, phải có óc tự lập. Con anh Dũng lấy nhau, con không muốn lấy tiền của má con. Người ta nói tụi con là làm biến. Ôi dồi ôi, cái con bé này. Ôi dồi ôi, con càng nói mẹ càng yêu con hơn ấy. Con ngây thơ quá. Nói nghe này, không biết tự lập ấy thì người ta cho là lười. Mà có gia tài mà không biết hưởng thì người ta cho là ngu. Ở đời thà mang tính lười còn hơn mang tính ngu con nha. Thôi được rồi. Ừ, về bàn kỹ với con chị đi ha. Có gì điện thoại cho cha con tôi nha. Đi về. Ôi chết chết chết, ông anh sao mà đi về được, mấy khi mà dòng đến nhà tôm đâu. Con ơi, con ngồi đây đi. Trời ơi, ông anh biết không, để tôi kêu thằng Dũng về. Cái thằng này tôi dạy nó ngoan như tôi vậy đấy. Là nó không bao giờ mà nó biết chê tiền đâu đấy. Hả? Không, quên nhầm, nó không bao giờ nó biết chê tình. Chết, tôi dối quá. Ông anh đợi tôi tí nha, để tôi lấy điện thoại tôi gọi cho nó cái. Ôi trời ơi, đâu rồi? Alo, Dũng à, con đang ở đâu đấy? Về gấp nha. Cái gì về đám cưới? Trời ơi, đám cưới ngay. Sao? Con được tăng lương á? Bao nhiêu đồng một giờ? 20 đồng á? Thôi quên mẹ này đi. Này, mẹ nói cho con biết nhá, đi về đây đám cưới xong rồi quành lại cái nhà hàng, mua đứt luôn cho mẹ nhá. Chào con. Mày thấy chưa? Mình trời đất ơi, con bả lăng xăng kìa. Đúng là chưa đổ ông nghè đã đây hàng tổng. Mình giàu có, mình thay đổi rất là nhiều. Bằng Lý. Cái gì? Dạ con. Anh Dũng làm gì 20 đồng dữ vậy bác? Nó rửa chén con à. Cái gì dữ vậy? Nhà hàng nào mà trả tiền cao dữ bác? Nói chung là cái lương chính thức của nó chỉ có 10 đồng thôi. Nhưng mà nó hay làm vỡ chén nhà hàng quá. Thế là ông chủ tăng thêm 10 đồng, yêu cầu nó đừng vỡ chén nữa. Thôi được rồi. Bây giờ tôi về. Tôi bận lắm nha. Không có chờ nói chuyện nhiều, bây giờ có gì điện thoại cho tôi sao? Ôi ông anh, thế ông anh bận thì ông anh về đi. Con dâu, con ở lại với mẹ đi. Này, trời, tí nữa con ở đây ăn cơm nhá. Xong mẹ mẹ đưa con với Dũng đi mua áo cưới được không con? Nói chung là áo cưới con lo hết rồi. Ô, thế người nào design cho con đấy? Cao Văn Nghiệp. Ôi, cái người đấy mẹ thích lắm nhá. Còn nhớ nhá, mặc áo xong ấy, giữ gìn sạch sẽ cho mẹ nhá. Để có gì mẹ gì sai cổ. Mẹ làm đám cưới trở lại. Trời đất ơi. Biểu. Bà này ba lấy bả thì người được lấy bả. Ba. Gì? Bác Lý nè. Sao? Con ơi, thế con làm cái tay sao mà đan chéo nhau nhìn ngộ nghĩnh thế con? Gì thế con? Bó tay đó. Đúng rồi đấy. Con mà đứng đây một tẹo là con bó luôn cả chân ấy. Thế con về nha. Chào bác Lý về. Chào bác con về. Ôi dồi ôi, con dâu nó nhẹ nhàng, nó dịu dàng, tôi thích gì đâu luôn đấy. Này, thế ông anh với con dâu về nhá. Được rồi. Anh xui với con dâu về. Thế em rước về. Dạ. Ôi dồi ôi, em rước về. Em ơi, hai cha con dùng mình cũng đều nhau nữa cơ. Sao không đi vào Thúy Nga mà múa vũ đạo luôn đi. Em
Trời ơi, sao người mình nó vui thật ý. Tự nhiên đang nghèo trở thành giàu. Người nó cứ nhí nha nhí nhảnh như con chó cảnh là nào vậy. Ôi trời ơi, eo ơi, sao mà mừng quá. Để xem nào, điện thoại cho thằng con xem nào. Alo, Dũng à, con đang ở đâu? Về gấp nhá. Alo. Con đây, mẹ gọi con có việc gì mà về gấp thế, làm gì đấy? Ôi trời ơi, con ơi, về gấp đi con ơi. Con không biết chuyện gì đâu, động trời lắm. Nhà mình sắp bị cháy rồi. Ôi trời ơi, cái nhà mà mẹ làm gì mà cười ha hả? Ôi trời ơi. Cái nhà thì ra mặt chuột chứ có cái gì đâu. Mẹ vui quá, mẹ rối trí, mẹ nói linh tinh. Này, mẹ bảo cho con nghe, bây giờ con đang ở đâu, con về gấp hộ mẹ cái nào? Về từ đời nào đến giờ con về ở đời... nhà rồi. Về đời nào là đang ở đâu? Con ở nhà chứ ở đâu? Nhà là nhà nào? Trước mặt mẹ này. Nào, đâu? Ui, ôi ông ơi, mai mốt thì ông có phone thì ông cúp đi, để nói tốn hết cả tiền. Này, mẹ bảo con nghe, sao đi làm về lại đi tay không hả con? Thì mẹ bảo con về gấp mà. Úi dồi ôi, mẹ cho con làm cái chót ở trong nhà hàng á. Công việc của con hàng ngày là rửa chén với nấu ăn, xong rồi đi ra về phải chôm chỉ ít thức ăn cho mẹ. Dặn bao nhiêu lần thì cũng không bao giờ đưa về. Này, nhưng mà không sao, vào đây, vào đây con ơi, con vào đây nhanh nhanh. Gì mà rối rít cả lên thế? Hệ trọng lắm con ạ. Bình minh sắp tỏa sáng trong nhà mình rồi, ánh sáng le lói vào mặt mẹ con mình rồi. Con biết không, mẹ hạnh phúc lắm, bây giờ ở hiền gặp lành con ạ. Con biết không, mẹ mà nói ra con ngất ngay đấy. Con nói thật với mẹ, chắc là mẹ có mỗi một cái việc là mẹ lấy chồng mẹ mới vui như thế. Nhưng chẳng cái gì mà chồng. Này, chuyện hệ trọng đấy. Con có biết con Hải Đường, con Bác Hướng Dương không? Biết. À này, nó giàu lắm nhá. Ừ. Nó được thừa hưởng 1 triệu tiền bảo hiểm của mẹ nó với một căn nhà đấy. À, thế sao con biết, thế sao không nhào vào đi? Để bây giờ mẹ chỉ thì mới biết. Con có thích lấy vợ giàu bao giờ đâu. Tiền bạc đâu có đem lại hạnh phúc. Ôi dồi, ai dạy mày câu ngu thế hả Dũng? Mẹ dạy chứ ai? Ừ, thì cũng đúng. Nhưng mà con cứ thử nghĩ đi, một thằng đàn ông mà không có tiền ấy, thì nó có hạnh phúc hay không? Đấy, mà mẹ bảo con nghe, điển hình như này, ông Obama này mà không có tiền còn điêu đứng, đừng nói gì con nha. Nhưng mà tiền của con Hải Đường có liên quan gì đến con đâu. Ôi trời ơi, sao không liên quan? Mẹ bảo này, một thời gian ngắn nữa thôi, tiền 1 triệu đô và một căn nhà của nó sẽ lọt vào tay của con hiểu chưa con yêu của mẹ? Mẹ nói, càng nói con càng thấy mẹ dở hơi. Tiền của nó tự nhiên vào tay con là ừ. Như nào? Ôi trời ơi, thì mẹ gì đám cưới nó là xong. Ôi thôi, không. Gớm này con ơi, mẹ dạy cho con nghe. Con ấy, con còn trẻ người non dạ lắm, con không hiểu đời bằng mẹ đâu. Mẹ già cả rồi, cái gì mẹ không hiểu hết. Con còn lạ gì mẹ nữa mà con đi guốc trong bụng mẹ. Guốc với chả dép, ông biết cái gì mà guốc với dép. Ngày xưa ấy, mẹ dạy con là tiền bạc không mang lại hạnh phúc này, đàn ông phải biết tự lập. Chẳng qua là hồi đó mẹ không có tiền, mẹ mới dạy con như thế. Mẹ dạy xạo đúng không? Ừ, thì nói chung cũng đúng. Nhưng mà con ấy, cái thằng này nó bé người mà sao cái gì nó cũng nói được mình ấy. Con đâu có hiểu được cái nỗi khổ của mẹ đâu. Mẹ khổ thâm lắm con ơi. Mau nước mắt thế. Ngày xưa ấy, ở với bố con ấy, ông có con xong ông phắn đi luôn. Thế là mẹ ở nhà một mình nuôi con trong cảnh single mom. Con nuôi mẹ chứ mẹ nuôi con hồi nào? Ngày nào con cũng ăn cắp cơm về nuôi mẹ. Ừ thì đúng rồi, hai mẹ con mình nuôi nhau. Nhưng mà ông biết rồi đấy, tôi ước mơ cả đời ấy là lấy được một thằng chồng giàu có để mà trả thù đời. Thế mà gặp người nào người đấy cũng chỉ toàn ăn welfare mới đau. Còn cười cho nỗi đau của tôi. Con lạy mẹ, mẹ quá tự tin ấy. Người ta phải xinh đẹp, người ta phải nhan sắc, người ta mới lấy chồng giàu với chồng đẹp trai. Nhan sắc cỡ mẹ, lấy chồng là vui lắm rồi. Tôi thương anh lắm ấy, thì tôi mới dạy dỗ cho anh. Thế anh còn ra mặt anh dạy đời tôi. Thì thôi, mẹ con mình đừng có nhìn mặt nhau nữa nhá.
Ôi giời. Ôi, rõ là ghét. Mẹ làm gì mà nóng tính thế? Mẹ có thương con không? Thương con là con đẻ mà. Mẹ không thương con thì thương ai? Cục cưng của mẹ. Bây giờ mẹ thương con thì con nói một cái này cho mẹ. Mẹ mua cho con, mua cho mẹ 1 triệu đô tiền bảo hiểm. Xong rồi khi nào mẹ chết thì con lĩnh. Ông bày với trả trò. Này, xin lỗi anh nhé. Những người mà bé bé xinh xinh như tôi sống dài lắm nhá. Không bao giờ chết được đâu. Bây giờ con cứ đi cái cách đấy đi. Đi tóc mình vừa được tình lại vừa được tiền con ạ. Không, con phải nghĩ cách đấy đi. Không được đâu, nhưng mà con không thích con hải đường. Hải mật, hải đường thì con không thích đâu. Không, nhưng mà mày làm như tao cũng thích gì bố con nhà nó. Mẹ nói thật với con, lúc nãy bố nó vào, tao nhìn cái mặt ống tao ngán ăn bánh bao luôn ấy. Cái mặt cứ như cái bánh bao. Nhưng mà không có tiền thì có tiền rồi là nó thay đổi hết con ạ. Khi mà có tiền rồi thì con là trở thành 1 tỷ phú, con hiểu không? Tại vì gia đình nó nhiều tiền lắm, con phải lấy đi. Con biết bao nhiêu không? 1 million, 1 million. Khi con lấy nó xong ấy, con sẽ trở thành một ông tỷ phú Bill Gates nhá. Đi ăn bập phê với ông nhá. Tiền nó quan trọng như thế đấy. Con không biết à, tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng che thân. Nói chung tiền là hết ý, con đừng nên lãng phí nhá. Mẹ nói á, mẹ nói thì rất là có lý, nhưng mà con không có ý. Mẹ cứ dồn con vào thế bí mà con không biết cách xử lý. Còn thơ văn nó chặt chém tôi nữa mới đau chứ. Ôi trời ơi, này, nãy giờ cứ nói vòng vo mãi. Con đừng có bảo mẹ là con có người yêu rồi nhá. Mẹ dạy cho con biết, người yêu của con bây giờ dù có là hoa hậu con phải bỏ nó đi. Vì những đứa có sắc thì không bao giờ có tiền, mà những đứa có cả sắc lẫn tiền không bao giờ lấy mày nhá. Ơi vậy ấy, con ấy, trong đầu con bây giờ chỉ nên nhớ 2 chữ: hải hải hải, đường đường đường. Mẹ thôi, nói chung là con ứ lấy con hải đường. Trời ơi, nó lớn tuổi này rồi mà tôi bảo nó lấy con hải đường, nó bảo con ứ lấy con hải đường. Cũng làm như ông trẻ con lên 3. Này, mẹ bảo cho con biết, bây giờ con đi ra Phước Lộc Thọ mà xem, kinh tế nó xuống, bây giờ buôn bán ế ẩm vắng tanh như chùa Bà Đanh ấy. Tự dưng có người đưa 1 triệu đô la với căn nhà, con không chịu. Ui trời, con dở người à. Bây giờ con phải lấy con hải đường không? Không lấy. Con có lấy con hải đường không? Không lấy. Con có lấy con hải đường không? Không lấy. Con có lấy con hải đường không? Không lấy. Con ơi, đất ơi, ở nhà có đám ma sao hai mẹ con chu chéo gì gớm? Dạ, dạ không có ông anh. Nãy giờ mẹ con em đang tập ca trù để sắp tới đi thi ca bè. Thế ông anh ơi, thế nãy giờ ông anh đứng nghe lén chuyện mẹ con nhà em hả? Tôi đâu cần nghe lén, hai mẹ con chỉ trực tiếp truyền thanh ra ngoài tôi nghe rồi. Tôi tính vô đây bàn thêm chuyện đám cưới, đứng ngoài đâu có về đâu. Bây giờ sao? Đấy, thấy chưa, mày chỉ được vạch áo cho người xem lưng thôi. Này, nhìn kỹ mà đi này. Này, con nhìn đi. Đấy, con dâu của mẹ con ra đây. Con ra đây cho chồng con nó xem. Đấy, có một đứa con gái nào mà hiền thục, nết na, hủy mị, nữ tính như con này không? Đấy, con dâu của mẹ, con qua đấy đi, con nói chuyện với chồng con đi. Chồng con nó cứ ớn nẹo thế thôi chứ, nó qua nó vừa thấy cái nhan sắc của con, không chừng nó ăn thịt con luôn. Đi con. Sao? Ui dì. Tỏ tình đấy. Thiên lôi sấm sét ở đâu ra thế hả trời? Sao? Làm con mà cha mẹ đặt đâu ngồi đó đi. Đúng rồi, nó nói đúng đấy. Anh lấy tôi, má anh vui, má tôi cũng vui nơi chính suối nữa. Lớn rồi phải lấy vợ, lấy ai cũng vậy, lấy giùm tôi cảm ơn á. Thấy thấy chưa? Đúng. Con thấy chưa? Người ta là đàn ông phải đi cầu hôn phụ nữ. Đằng này nó đến nhà nó cầu hôn với con như cái kiểu người ta nói là mỡ dâng trước miệng mèo mà còn không ăn. Rốt thật là rốt. Gì chị nói gì? Ừ. Gì bảo mèo? À không, ý tôi bảo là
hàng dâng đến tận họng mà còn không ăn. Cái gì? Ô không, không phải. Cái ý thì nói tùm lum vậy. Cái ý tôi bảo là cái con này đến đây nó cầu xin cưới mà sao thằng này không chịu. Ừ. Đấy, ông anh thấy chưa? Hai đứa nó đờ xem với nhau, chiều cao như nhau, nhìn yêu chưa? Thế mà còn không chịu cưới nữa. Này, tôi bảo ông anh nhá. Hey. Tôi bây giờ ấy, tự nhiên nó cưới nhau có $1,000,000 với căn nhà. Tôi già cả này, nó phải cho tôi kiếm tí cháo đúng không? Hả? Cái gì? Không, cho tôi kiếm chút cháu ấm bầu, tôi thèm cháu ấm bầu. Tôi quên. Này, thế bây giờ mày có chịu lấy con Hải Đường hay không? Thôi ngày hôm nay này, có bác Hướng Dương, có mẹ với lại Hải Đường đây, con cũng nói luôn, con có người yêu rồi. Cái gì? Cái gì? Vậy là sao? Cái thằng này, thằng bất hiếu. Mẹ mày nuôi mày lớn lên, có người yêu mày không báo mẹ à? Bây giờ mày nói thẳng cho mẹ biết đi là con nào. Mẹ qua nhà nó, mẹ đào mồ quốc mạ nhà nó, mẹ chửi cha mắng mẹ nhà nó. Tao có mới đứa con đẹp trai cao to như Beckham thế mà nó giành giật của tao à? Tao qua tao mút nó lòi mắt luôn nha. Con nào? Người yêu con không phải là đàn bà. Người yêu con là cái gì? Là đàn ông. My God. Thế mày đừng có nói với mẹ là mày bóng nhá. Con không có bóng. Thế con không bóng, thế con là cái gì? BD. Ông anh ơi. Thì sao vậy? Tôi nghe tin xong tôi xuống máu. Vậy hả? Không, bây giờ tôi lên lại ông anh ơi. Tôi lên xuống lẹ dữ vậy? Tôi đẻ có thằng con. Tôi cầu mong nó lớn lên nó giống cha giống mẹ nó. Cuối cùng nó chả giống cái gì hết. Nó chỉ giống tôi cái mỗi tội là mê dai thôi. Này, mẹ nói cho mày biết nhá. Mẹ đẻ con ra, mẹ mong con là đứa con trai, nên mẹ đặt tên con là Trần Hùng Dũng. Mẹ muốn con là Superman, là đàn ông. Mà cuối cùng nó lại BD mới đau rồi. Ôi giời ơi là giời. Chị Lý à, còn đau khổ nào cho ngồi tôi. Ngồi xuống bình tĩnh đi. Nói chị nghe, ở đời này nó có nhiều chuyện không có đơn giản vậy đâu. Bây giờ chị đi ra chợ chị mua thịt heo nè. Có thịt nạc, thịt mỡ thì cũng có thịt ba rọi vậy. Thấy không? Bác phải nói là ba chỉ mẹ cháu mới hiểu. Hả? Thấy không? Được rồi, để tôi qua tôi khuyên nó cho biết rồi nó đổi ý nghe không? Ừ. Ông anh răng. Để đó tôi. Thôi nha, cho cháu nó cải thiện lại tí. Nè. Cứ từ đây con. Ở đây, lại đây. Đây. Đừng có khóc nữa. Bác hiểu thông cảm con mà. Thấy không? Trời ơi, hai mẹ con ơi, hai mẹ con không xấu như nhau hết. Khổ quá. Thôi nha, đừng nín, bác hiểu hết nha. À, bác thông cảm cho cháu là cháu vui lắm rồi, mẹ cháu không hiểu gì hết. Biết rồi. Cái gì vậy? Nó làm phê quá. Thôi nha, đừng có thấy tôi đẹp mà làm tới nha. Có nhiều khi đứng ngay hồi có nhiều khi tình con mà duyên cha không trời. Nè, đừng có khóc. Con công chứ gì. Bác có cách làm cho con thắng. Ông được đâu bác ơi. Cái đấy ông làm được. Con nói bác biết. Sao? Bác đang thẳng đúng không? Ừ. Bây giờ con huấn luyện bác thành công được không? Giỡn hoài. Nó đang thẳng gì à. Kêu công là sao má. Hơi. Con nói thật với bác là con cũng đã chuẩn bị hết rồi. Con thôi bác cứ đọc đi rồi bác hiểu. Gì đây? Để thơ đâu mà ước quá vậy. Trân trọng báo tin lễ thành hôn của Trần Hùng Dũng, sánh duyên cùng Vũ Đại Ca Thai. Hôn lễ sẽ cử hành đúng ngày Valentine Day tại San Francisco. Vậy là sao? Úi giời ơi, cuối cùng là con lại lấy cái thằng Vũ Đại Ca Thai mà hằng ngày hay đến đây à? Ôi dồi ôi, cái thằng nhìn dâu hùm hàm én mày ngài thế mà lại bê đê mới kinh. Rồi ôi, rồi ôi. Mẹ ơi, mẹ không
không phải là ai cũng có dâu cũng là đàn ông đâu. Ê, đừng có giỡn nha, mai tao cạo râu mày. Ôi trời ơi, mẹ bảo cho con biết, thế bây giờ hai đứa con trai lấy nhau, thế bây giờ đám cưới đứa nào làm cô dâu, đứa nào làm chú rể, chúng mày oẳn tù tì với nhau à? Tụi con rút thăm thôi. Không, rút với trả thăm. Thế đêm động phòng rồi chúng mày làm cái gì? Chúng mày làm hai hiệp sĩ đấu kiếm với nhau à? Ôi trời ơi, trời ơi. Mẹ ơi, tại sao mẹ cứ đi vào chuyện riêng tư của người khác thế nhỉ? Tôi đấy nhá, tôi nói cho anh biết, không có riêng với Tư gì hết đấy. Tôi đẻ anh ra, anh là thằng con trai, lớn lên thì phải là đàn ông, chứ không phải chạy ra đường đi theo ba cái mốt bê đê bê đeo. Làm như thế là làm nhục tôi lắm biết không? Tôi còn mặt mũi nào tôi nhìn với mọi người? Anh ấy như thế không phải là con của tôi nữa đâu. Đi ra khỏi nhà tôi đi. Sao mẹ nặng lời với con như vậy? Con cũng có muốn như thế đâu. Tất cả những người như con này là do bẩm sinh mà. Làm gì có cái mốt nào là mốt BD hả mẹ? Bao nhiêu năm nay rồi, cũng chỉ vì mặt mũi của gia đình, thành kiến của xã hội mà con đã không dám sống với bản thân của mình, không dám sống thật với lòng mình. Con thử hỏi mẹ, một người mẹ sinh ra một đứa con mà chẳng may nó bị tật nguyền, thì người mẹ đấy có lỗi hay là người con có lỗi? Ai buồn hơn ai? Con cũng đã cố gắng lắm rồi để cho mẹ vui lòng, nhưng mà bây giờ mẹ bắt con lấy hải đường, mà lấy cũng chỉ vì tiền thôi, thì con không làm như thế được. Con xấu hổ lắm. Nào tới giờ tôi cũng đọc trong sách văn học, nó cũng nói ba cái chuyện đồng tính luyến ái, nhưng mà tôi nghĩ nó không chỉ ở trong cái xã hội này thôi, chứ tôi đâu có biết đến ngày hôm nay nó lại xuất hiện ở trong nhà tôi mới đau. Ôi trời ơi, trời ơi. Đồng tính luyến ái thì thời nào cũng có mẹ, nhưng mà ngày xưa bởi vì xã hội quá khắt khe, người ta không dám bộc lộ ra. Cũng bao nhiêu người rồi cũng lấy vợ đẻ con, nhưng mà có hạnh phúc gì đâu. Rồi cuối cùng cũng ôm hận mà chết thôi. Nhưng mà bây giờ thì xã hội cũng đã cởi mở rồi. Con không muốn sống giả dối nữa. Mẹ là mẹ của con cơ mà, mẹ không thông cảm với con thì thôi, chứ tại sao mẹ còn trách móc con, mẹ còn nghiệt ngã với con, mẹ nhục mạ con như thế. Thôi, nếu mẹ không chấp nhận đứa con này thì con xin phép mẹ, con đi. Đứng lại, anh không có đi đâu hết. Anh là con của tôi phải giáo dục anh lại. Sống ở đời ngô là phải ra ngô, khoai là phải ra khoai, ở trong nhà là phải có âm dương hòa hợp. Làm gì có cái chuyện âm âm dương dương là như thế nào? Ôi trời ơi là trời ơi là trời. Ngồi xuống chị, ngồi xuống chị. Tôi nói chị nghe, cái trường hợp của chị đó không phải là cái trường hợp đặc biệt đâu, mà có nhiều trường hợp cũng giống như vậy đó. Ví dụ như là trường hợp của tôi nè. Cái gì? Ông anh đừng có nói với tôi là ông anh cũng BD nhá. Cái gì? Mày, trong nhà tôi cũng có. Ông anh cũng có một thằng con có trường hợp giống như thằng con tôi á. Con trai còn đỡ, thằng này nó ở gần bên chị đó. Đâu? Kế bên đó. Cái đứa mà đang rung đùi đó. Lesbian đó bà. Là cái gì? Ô môi chính cống. Con gái mà đóng vai con trai đó.
cái gì? Gì vậy nữa? Trời ơi, lên nữa hả? Sao cùng một ngày mà tôi từ hết ngạc nhiên này đến thảng thốt nọ? Ôi trời ơi ông anh ơi, nãy giờ tôi nhìn nó tôi đã nghi rồi. Trời ơi, nó vào nhà tôi bảo sao tại sao có đứa con gái nào mà nó lại ăn mặc cái kiểu như thế này, tóc tai thì lại nửa trai mà nửa gái như thế này. Ôi dồi ôi, ông anh ơi, kinh khủng quá. Sao ngày hôm nay ở trong nhà tôi toàn là BD với ô môi không thể ông anh. Thôi lại ngồi Bạc đi. Lý, tôi ngồi đây á. Ừ. Thế có bị lây bệnh không? Không có đâu. Chị nó quá. Tại vì Bạc Lý ích kỷ thôi. Ừ. Chứ thời nào cũng có đồng tình luyến ái. Mà tại ngày xưa xã hội khắc nghiệt, cho nên người ta không dám bộc lộ, rồi người ta ôm hận tới chết. Chứ bây giờ nè, xã hội Mỹ nè bác, bác biết ông Elton John không? Elton John, biết không? Ông mới đám cưới San Francisco á. Đám cưới đàn ông linh đình lắm á. Mỹ nói đúng không vô? Yeah. Ôi giời, con nói thật với mẹ chứ mẹ cứ khắt khe quá làm cái gì cho nó mệt. Con nói thật, bao nhiêu người đồng tính rồi người ta đóng góp cho bao nhiêu công trình xã hội, văn hóa rồi tùm lum, đâu có chết ai đâu, mà người ta cũng bình thường thôi. Mẹ thấy con bao nhiêu nay cũng bình thường này. Con nói cho mẹ biết, con còn bao nhiêu là bạn bè này, ca sĩ này, make up này, designer này, làm tóc này. Ngày mai á, con rủ chúng nó lõa lòa ra hết. Rồi tôi bảo cho ông anh biết, người ta cái bóng đấy là cái bóng chúa, bóng vàng, bóng bạc. Người ta nổi tiếng, người ta kiếm ra tiền. Còn ấy, cơm ông ấy thì bóng xuồng, bóng xã, bóng tắc cùng cung. Mày đặt bóng với chả béo. Gớm, mẹ cứ làm như ai bóng mà cũng làm ra nhiều tiền ấy. Này. Vậy. Bà men quá. Khép chân lại đi. Cho mình xin lỗi nhá. Làm nàng ấy thất vọng. Có thất vọng gì đâu. Tôi còn vui nữa là khác á. Tôi đâu muốn lấy chồng. Chị Lý Sự à, từ hồi mà tôi biết cái con hải đường là ô môi đó, ừ, tôi nổi điên còn hơn chị nữa. Ừ. Tôi giận, tôi la nó, tôi cũng từ nó luôn mà. Ngày nào tôi cũng chửi nó, riết nó bỏ nhà đi luôn á. Ba đuổi con đi nha ba. Dạ em xin lỗi anh Hải Đường. Cha con tôi vậy đó, như đàn ông vậy mà. Rồi sau đó đó tôi mới nghĩ lại, trời xanh nó ra vậy chứ nó đâu có tội gì đâu. Tôi mới hối hận quá đi tìm nó về. Bây giờ tôi càng thương nó hơn đó nha. Tại vì nghe lời má nó mà nó là đàn ông mà nó phải hy sinh lấy thằng đàn ông. Nó vậy là tôi mới, nó đứa con có hiếu đúng không? Mà phải thương. Chị cũng phải từ từ suy nghĩ cái trường hợp con chị đi nha. Này, bây giờ mình cùng hội cùng thuyền thì cũng may hết ý. Rất là may ý. Chứ tưởng tượng bây giờ hai đứa mình mà đám cưới với nhau nhé, lấy nhau về xong rồi đêm nào mỗi đứa ôm một cái chậu thi nhau mà ói. Mình cũng cảm ơn Du á. Mình cũng nghĩ tới cái cảnh mà đám cưới nha. Mình mặc taxi đồ hả? Du mặc áo sơ rê. À bà bỏ mấy con ơi, đem có người, người không có người không vui à. Trời ơi mẹ ơi, sao bây giờ mẹ vẫn còn căng thẳng thế nhỉ? Căng thẳng làm cái gì cho nó già người ta? Thì nói chung ấy là bây giờ con tôi ấy, bây giờ ấy, trâu hùm beo nào mà nó ăn thịt con, đúng không ông anh? Đúng. Bây giờ con tôi vậy thì tôi cũng phải chịu thôi. Bây giờ anh ấy có bóng hay anh có gì tôi cũng không có khe. Mà tôi nghĩ đi nghĩ lại tôi cứ thấy tiếc thế nào ấy. Mẹ tiếc cái gì mà tiếc? Thì cứ thấy tiếc là anh... Chị tiếc cái gì? Thì nó như thế, nó không lấy được con hải đường, coi như là tôi mất tiêu mẹ nó căn nhà với triệu đô của tôi rồi.